bốn con giáp tự xông nhà đầu năm 2024 đảm bảo gia chủ cực giàu cả năm làm ăn phát tài đổi đời giàu có sau một đêm chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông à, quý vị thân mến cái việc chọn tuổi sông nhà sông đất đầu năm đặc biệt là vào ngày mùng một tết là cái điều hết sức quan trọng nhưng không phải ai cũng có thể chọn được người hợp tuổi hợp mệnh với mình để có thể là sông nhà giúp cho mình được may mắn và hanh thông và rất nhiều gia chủ ngại cái việc này Ngại cái việc này Nên là họ sẽ gì Tự mình đi sông nhà Tự mình đến sông nhà cho mình Trong năm 2024 Vậy thì Trong video ngày hôm trước Thì Tử Thông cũng có chia sẻ cùng quý vị và các bạn Về những cái tuổi đại kỵ không được tự sông nhà Thì quý vị có thể xem lại cái video đó trong phần mô tả nhé Link mô tả Tử Thông sẽ để lại cái video đó Để cho quý vị xem Mình có bị phạm phải những điều đại kỵ đó không đó. Và cái điều mà gia chủ tự xông nhà ấy, tự xông nhà cho mình là cái điều mà gia chủ hoàn toàn nên là đó. nếu như mà không mượn được cái tuổi tốt lành à nhưng mà ấy, nếu mà quý vị thuộc một trong bốn con giáp sau đây thì quý vị sẽ xông nhà sẽ thuận lợi và hay không đấy còn nếu mà phạm phải tám con giáp đại kỵ thì cái điều đó nó sẽ gây ra những cái hung ngoại cho gia chủ và những con giáp đại kỵ xông nhà trong năm 2024 ấy, đại kỵ tự mình sông nhà nhé, Quý vị nhớ nhé Tự mình sông nhà. Tại vì trong cái những con giáp ấy có những con giáp đi sông nhà cho người khác rất là tốt nhưng mà cứ sông nhà cho mình là lại gặp thảm họa, đúng không ạ? Đó là những con giáp sau này. Đó. Những con giáp đại kỵ sông nhà này, thứ nhất là chúng ta sẽ có thì có 5 tuổi, có 5 tuổi đại kỵ. Thứ nhất là tuổi Thìn. Thứ hai là tuổi Mão. Thứ ba là tuổi Tuất. Thứ bốn là tuổi Sửu và thứ năm là tuổi Tuổi Mùi. Các ông Thìn Tuất Sửu Mùi Mão thì là những người bị phạm thái tuế đúng không? vậy nên là gì cái vận khí nó không được hợp với lưu niên vì thế mà gì bị xung lưu niên vậy nên là gì chúng ta không chọn làm tuổi xung nhà đó chi hợp tuế niên can hợp mệnh đó. chi mà không hợp rồi thì chúng ta không nên chọn đó. và những tuổi phạm thái tuế đầu năm này thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế để nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm hoán giải cái vận hạn xui của năm giúp cho năm một năm bình an và may mắn À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái con giáp là tự hình đó, tự hình tức là gì cái cục diện là xung uh, hình phá hoại thì cục diện tự hình nó là một cục diện xấu khi mà lựa chọn việc xem ngày sông đất sông nhà cũng như là chọn tuổi hợp tác làm ăn thì người ta cũng kiêng tuổi này đó. những con giáp tự hình bao gồm những tuổi sau tuổi hợi đây đỏ này tuổi hợi này Đúng không ạ tuổi ngọ này tuổi uh, tuổi thìn và tuổi và tuổi dậu đó thì bốn con giáp rộng ngọ thìn hợi thì cũng không nên tự xông nhà của mình vì bị phạm vào cục diện tự hình cũng như là gì ví dụ những người tuổi ngọ thì cũng không nên mượn người tuổi ngọ và những người tuổi rộng cũng không nên mượn người tuổi rộng những người tuổi hợi cũng không nên mượn người tuổi hợi đến trong nhà đó vì nó phạm vào cục diện tự hình à, tiếp theo ấy, vậy thì chúng ta sẽ còn lại bốn con giáp cực kỳ may mắn để tiến hành xông nhà trong năm 2024 à năm giáp thìn sẽ được gì thuận lợi bình an cả năm thì làm ăn suôn sẻ thuận buồm xuôi gió tiền bạc thực kéo đến đầu bầm đó à, thưa quý vị cái việc sông nhà ấy, nói chung ấy đầu năm tự sông nhà ấy, thì quý vị cũng thể tiến hành cái công việc là gì để thực hiện cái việc này thì quý vị sẽ đi đến đỉnh đền miếu phủ sau cái thời khắc giao thừa đi hái Lộc đi chơi xuân Đấy. vào cái lúc giao thừa thì gia chủ sẽ gì quay lại để sông đất bằng cách trở về nhà mình Bên cạnh cái việc tự sông đất thì gia chủ hoàn toàn có thể là gì? Cho trẻ em trong gia đình đến sông đất để cả nhà gặp nhiều cái may mắn cho năm mới. À, theo đó, gia chủ cũng có thể là đi cùng con cháu trước cái thời điểm giao thừa rồi quay về nhà à, cho trẻ vào nhà sông đất trước hoặc là các bạn cũng có thể là gì? vào nhà trước và đón là trẻ vào sau. Đó. Bên cạnh cái việc đó thì quý vị cũng nên gì? Gia chủ cũng nên mặc quần áo tươi sáng tránh không được mặc những quần áo đen hoặc là trắng đấy khi bắt đầu đến sông đất cái việc tự sông đất nó cũng diễn ra trong khoảng thời gian ngắn năm 10 thậm thậm chí là gì cùng lắm 15 phút không nên để diễn ra quá lâu để cho mọi chuyện được xuân sẻ và trôi chảy đó trong quá trình sông đất thì cần nói nhiều cái chuyện vui vẻ cái chuyện tích cực và không nói về những cái chuyện không vui gia chủ nếu là nữ ấy, thì nói chung ấy nếu mà không mượn được người khác thì vẫn có thể tự sông nhà cho mình được nhưng mà cái nữ mà tự sông nhà thì nó không hay bằng nam vậy nên là gì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé bên cạnh đó gia chủ cũng cần phải chuẩn bị trước cái lời chúc cũng như là cái bao lì xì cho các thành viên trong gia đình nhà mình hơn nữa gia chủ cũng cần phải chuẩn bị bức thư pháp bức tranh để cầu mong cả gia đình được may mắn bình an trong năm hoặc là nhặt những cành lộc hái những cành lộc về đó vậy thì cái vấn đề là ra là gì không phải tuổi nào cũng có thể tự sông đất cho mình được đúng không ạ quý vị thấy nhé trên bảng là có 8 con giáp tự sông đất thì sẽ xảy ra những cái điều hung ạ không hay nó mất đi cái ý nghĩa về sông đất đó Quý à, tiên chủ thân mến Nói chung sông đất, sông nhà vào đầu năm mới Không chỉ là một cái tục lệ lâu đời Mà nó còn là một cái nét đẹp văn hóa Của người Việt Cũng như là ở các quốc gia phương Đông Đấy. Sông đất đầu năm nó xuất phát từ cái mong muốn Có một cái năm mới an khang thịnh vượng Những người được chọn sông đất hay là đạp đất ấy, Phải là người có tính tình hào phóng Đấy. Phải có cuộc sống hạnh phúc Công việc ổn định Người xưa quan niệm rằng Người sông đất chính là cái người mở cửa, mở ra cánh cửa mang đến cái may mắn, mang đến cái tài lộc suốt một năm cho cả gia đình đó. Người mà gia chủ muốn tránh sông đất là những người mà khó khăn, kiệt sĩ, nghèo nàn, không có công ăn việc làm ổn định. À vì cái ngày đầu năm mà những người để đến sông đất thì theo phổ quán ấy, nó mang lại những cái điều xui xẻo và cái vận hạn đến cho gia chủ. Thế nên gia chủ rất sợ những con giáp này đến sông đất vào đầu năm. À, và để lựa chọn ra cái tuổi sông đất tốt lành ấy, Thì chúng ta dựa vào cái quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành Gia chủ có thể lựa chọn cho mình những người sông đất sông nhà đấy Hoặc là gì? Tự mình sông nhà Tự mình sông nhà sông đất Trong năm 2024 Thì trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn Về bốn con giáp cát lành may mắn khi mà tự sông đất sẽ mang lại cái điều may mắn đem, đem lại cái phúc khí tràn trề cho gia chủ đó. Vậy thì đó là những tuổi nào Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay à, Quý vị thân mến Con giáp có thể tự sông đất cho mình đầu tiên Đấy, Trong năm 2024 ấy, Thì đó chính là Những người tuổi dần à, Thưa quý vị Nói chung ấy, trong năm 2024 Nó giáp thìn, Thì những người tuổi dần là một chỗ giáp may mắn Có thể là tự sông nhà cho mình được à, Bên cạnh đó thì họ cũng có thể là, là Một con giáp may mắn đến sông nhà cho người khác nữa Vậy thì lý do tại sao những người tuổi dần lại là con giáp tự có thể xông nhà cho mình được? Đó. Thì đơn giản là những người tuổi dần không bị phạm vào cục diện tự hình và không bị xung hình phá hoại với thái tuế. Và một cái lý do đặc biệt nữa là trong năm 2024 nó giáp thì thể về các phương diện về tiền bạc tài lộc thì những người tuổi tuổi dần ý, cũng được dự báo là một cái năm có tài vận khá là tốt và không có nhiều cái khó khăn Tài lộc năm nay cũng có thể nói là gì Nó cũng có những cái điểm đột phá Nói chung là thất thường Và nó có những cái biến động mạnh Nhưng mà đi theo cái chiều hướng tích cực Về cái mặt quản lý tài chính Nên các bạn cũng cần phải cẩn thận một chút đó Đừng có gì vì nhiều tiền quá Mà lại gì sinh ra nhiều cái chuyện không hay à, Đối với việc đầu tư kinh doanh trong năm ấy Thì những người tuổi dần Cũng phải có tính toán cẩn thận Để tránh việc là vung tiền quá chán Và những cái động cơ không cần thiết à, Thưa quý vị trong năm 2024, những người tuổi dần cũng có cơ hội khám phá cái nguồn kiếm tiền mới, chẳng hạn như là đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu hay là các lĩnh vực ký quỹ vân vân. Nhưng mà quý vị cũng đừng quên những cái lĩnh vực đó tuy hứa hẹn cái lợi nhuận cao nhưng mà nó cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ cực lớn. Vì vậy, quý vị luôn bắt đầu với cái tâm thế là vừa làm vừa học, quan sát và tích lũy cái kinh nghiệm trước khi mà gì thực sự vung tiền ra À, năm 2024 ấy ngoài việc đảm bảo cái mức thu nhập ổn định thì những người tuổi dần cũng gì không nên quá xa đoạn, lười biếng chỉ nghĩ đến việc ăn chơi hưởng thụ và không chịu cố gắng làm ăn à, quý vị càng năng nổ kiếm tiền thì cái cơ hội cái cuộc sống của quý vị cũng sẽ được cải thiện nhiều hơn nếu mà quý vị không hợp với kinh doanh ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể là tìm những cái công việc bán thời gian phù hợp đừng có quá cao ngạo và coi thường những khoản thu nhập nhỏ bởi các cụ có câu là gì tích tiểu thành đại năng nhặt thì chặt bị đó cái nhiều cái món nhỏ nó gộp lại ấy, thì nó sẽ tạo tạo thành một cái món lớn đó lớn mà quý vị không thể ngờ tới nói chung ấy, cái khoảng thời gian năm 2024 năm đó thì được dự báo là cái thời điểm mà cứ có nhiều cái biến động về tài chính nó ảnh hưởng lớn nhất đối với những người tuổi dần vậy nên những người tuổi dần cũng phần cần phải đề cao cảnh giác quý vị hãy cẩn thận không nên bỏ tất cả tiền vào một chỗ mà quý vị nên để đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình để giảm thiểu cái rủi ro và để tăng thêm cái may mắn. Năm nay thì bản bệnh sẽ có rất nhiều cái khoản cần phải chi ngoài cái nhu cầu sinh hoạt bình thường, mai trai hiếu hỉ thì những cái dự định làm ăn nó cũng sẽ mang lại nhiều cái cơ hội tốt lành cho những người tuổi dần. Bên cạnh đó, do bị ảnh hưởng của cái hung tinh điếu khách trong năm 2024 ấy, vậy nên không chỉ bản thân những người tuổi dần mà cả người thân hay bạn bè họ hàng cũng cần phải gì cẩn thận về cái sức khỏe của mình nhé. Cái điều này sẽ gây tổn thất về mặt tiền bạc. À, khi mà quý vị phải dùng tiền chữa chạy và chữa bệnh đó. Đồng thời do ảnh hưởng của một vài cái sao xấu nên những người tuổi dần dễ xảy ra xích mích với những người xung quanh. Có thể sẽ gây ra xung đột về thể chất, dẫn đến tinh thần, dẫn đến rắc rối về vấn đề là gì? Tài chính không đáng có. Vì vậy những người tuổi dần phải cố gắng kiểm soát cái tính nóng nảy của mình và hạn chế tối đa cái chuyện bạo lực. Nhất là khi trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp hoặc là với đối tác. Ấy, thì các bạn cũng nên chú ý hơn đến những cái hành động và lời nói của mình tránh nói hoặc là làm những cái điều quá khích chỉ để thỏa mãn cái tính tính nóng giận nhất thời của mình nhìn chung ấy những người tuổi dần ấy nói chung là cái vận khí trong cái năm 2024 nó cũng khá là tốt thì ngoài cái chuyện duy trì ở cái mức ổn định ấy thì quý vị cũng có thể là gì tiết kiệm để kiếm được nhiều hơn và không ngừng nâng cao cái năng lực quản lý tài chính của mình đó là cái chìa khóa để cho các bạn an tâm ứng phó với tất cả những cái biến động trong năm nay. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng dự báo cái sự nghiệp của những người tuổi dần trong cái năm 2024 ấy, cũng đứng trước nhiều cái thách thức nhưng mà vẫn có nhiều cái cơ hội để cho quý vị phát triển và đi lên, đón những cái thay đổi tích cực nhờ có cái dịch mã nó chiếu đến. Xong à, mọi thứ lại dường như tốt đẹp đều có thể là biến thành cái áp lực. Nếu như mà các bạn không đủ quyết tâm Không đủ nghị lực và không nghiêm túc Theo đuổi cái mục tiêu của mình Năm 2024 ấy Dù là một cái năm ở vị trí nào chăng nữa Thì các bạn cũng sẽ nhận được nhiều cái sự chú ý hơn à, Được trao nhiều cái cơ hội Và cái nguồn lực để gì, Thể hiện cái bản thân Đó là những cái may mắn cũng là những cái thách thức không hề nhỏ Tham vọng của các bạn nên để Được thể hiện đúng lúc đúng, đúng chỗ Sẽ hỗ trợ cho các bạn rất tốt Trong con đường sự nghiệp của mình Thì ngoài ra ấy một số thử thách trong năm 2024 sẽ kiểm tra cái sự kiên nhẫn và cái khả năng xử lý tình huống của những người tuổi dần. À, tuy nhiên, ấy, chỉ cần các bạn kiên trì và quyết tâm hoàn thành tốt công việc của mình thì chắc chắn các bạn sẽ vượt qua thử thách một cách dễ dàng. À, có một điều lưu ý là trong cái thời gian này thì cái sao dịch mã cũng là cái điểm báo về cái sự điều chuyển về chức vụ hoặc là thay đổi về cái môi trường làm việc. Đó có thể là những cái chuyến điều chuyển công tác, điều chuyển nhân sự trong công ty hoặc là cấp trên ra quyết định gì kiện toàn lại cái bộ máy nhân sự hoặc là tổ chức lại cái đội nhóm của mình. À, có người thì sẽ được thăng quan tiến chức nhưng mà đôi khi ấy, có những người sẽ bị sa thải. Vậy nên trong cái thời gian này quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý và để tăng cường cái may mắn cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dần hãy lưu ý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó. À, thưa quý vị, nói chung ấy, dù bị ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp hoặc là không có chút liên quan đến năm nay, nhưng mà những người tuổi dần vẫn nên duy trì cái thái độ làm việc chuyên nghiệp, bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện cái bản thân mình thật tốt trước mắt cấp trên cũng như là cái cách tự bảo vệ bản thân mình và cái thành quả mà quý vị đã gây dựng trong suốt thời gian vừa qua. À, trong năm nay thì các bạn hãy cứ nhớ làm việc chăm chỉ hơn tất nhiên ấy, cái việc duy trì cái mối hài hòa và ổn định giữa các cá nhân cũng hạn chế tranh chấp hay là xung đột với đồng nghiệp với đối tác cũng là cái điều mà cần thiết và để nó không nảy sinh ra những chuyện rắc rối nếu được cấp trên giao cho những cái nhiệm vụ mới công việc quan trọng thì những người tuổi dần cũng nên là nâng cao cái tâm lý siêng năng năng động cầu tiến và mày mò bên cạnh đó cần phải khiêm tốn học hỏi từ những người xung quanh để thích ứng với cái nội dung công việc càng sớm càng tốt. Năm nay thì các bạn có thể cân nhắc về cái chuyện chuyển đổi cái lĩnh vực hoặc chuyển đổi cái công việc của mình. À, tuy nhiên, quý vị vẫn nên nhớ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng có quá nóng nảy bốc đồng mà phải suy nghĩ thực tế để phát triển cái sự nghiệp của mình nó được tốt hơn. Một số người tuổi dần thì trong năm rơi vào tình trạng bế tắc, thậm chí là thất nghiệp. Đấy. À, cũng không nên suy nghĩ quá là mức tiêu cực rồi tự phủ nhận bản thân Quý vị hãy cho bản thân mình một quãng thời gian nghỉ ngơi để cân bằng lại cái tâm lý à, Sau khi mà điều chỉnh rồi sẽ tiếp tục gì? tìm việc mới thì cũng không quá muộn Lúc này các bạn sẽ chiêm nghiệm được ra rất nhiều điều quý giá và có được thêm được những bước đệm vững vàng hơn đó Đối với những người làm doanh nhân, với những người làm buôn bán kinh doanh ấy, Thì cái sự cạnh tranh trong kinh doanh buôn bán năm nay nó cũng sẽ vô cùng là khốc liệt các bạn cần phải dõi theo những cái sự thay đổi của thị trường và xây dựng cái chiến lược kinh doanh hợp lý để đối phó với sự cạnh tranh đó. Đồng thời, các tranh chấp về nhân sự sẽ thường xuyên hơn và quý vị cũng cần phải được xử lý và giải quyết một cách thận trọng, cố gắng tránh xa những mâu thuẫn và duy trì tốt cái mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt hơn. Đó. Vậy thì với những người tuổi dần, thì những người tuổi dần nào, Đúng không? chúng ta có 5 tuổi là giáp dần, bính dần, mậu dần, canh dần và nhâm dần thì những nào những tuổi nào là những tuổi tự xông nhà cho mình tốt nhất? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi nhâm dần sinh năm 1962. Nói chung bước sang năm 2024, những người tuổi nhâm dần sinh năm 1962 có nhiều cái cảm xúc tiêu cực, thường xuyên nổi nóng. Đôi khi là những cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng bản mệnh có thể là gì? Có cách hành xử cực đoan, dễ dẫn đến chuyện tranh cãi, sứt mẻ tình cảm cái điều này nó không chỉ làm xấu đi các mối quan hệ mà còn ảnh hưởng đến cái sức khỏe của gia chủ. ở cái độ tuổi hiện tại thì gia chủ cũng nên suy nghĩ thoáng hơn một chút, tích cực hơn một chút, giữ cái thái độ lạc quan để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn và cả những người xung quanh cũng cảm thấy là dễ chịu thoải mái hơn. khi gặp chuyện không được như ý thì gia chủ cũng đừng vội phản ứng một cách quá gay gắt. điều gì có thể bỏ qua thì quý vị hãy cho qua để cho mọi thứ được nhẹ nhàng. À, trong năm nay ấy, thì sức khỏe của những người tuổi nhâm dần sinh năm 1962 cũng rất là tốt Nó không có vấn đề gì nghiêm trọng Cũng không có quá nhiều cái bệnh tật nó có dày Chỉ cần quý vị chú ý hơn trong cái việc chăm sóc về khí quản và hệ hô hấp Ăn nhạt và ít dầu mỡ Chế độ ăn uống lành mạnh là được đó. Bên cạnh đó quý vị cũng nên luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn Để tăng cường cái sức khỏe cho mình đó. Và để gia tăng thêm may mắn cho mình ý, trong năm 2024 thì những người tuổi nhâm dần sinh năm 1962 quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mạnh ngũ thân vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó đó là con giáp đầu tiên à, tiếp theo chúng ta cùng xét về những người sinh năm 1974 là tuổi giáp dần sông nhà tự sông nhà có tốt không à, thưa quý vị trong năm 2024 năm giáp thìn thì tình hình kinh tế của những người tuổi giáp dần ấy nói chung cũng rất là tốt nó rất là khả quan vì có nhiều khoản thu và cũng có nhiều cái cơ hội nó đến với những người tuổi giáp dần 1974. À, về gia đạo và các mối quan hệ giữa các thành viên thì đôi khi xảy ra những khúc mắc, nó xảy ra nhiều cái mâu thuẫn về cái quyền lợi. Người thân thì hay cãi vã và có thể trực tiếp xảy ra kiện cáo. Những cái chuyện này nó sẽ khiến bản mệnh cảm thấy là rất là tiền muộn đúng không Về mặt sức khỏe thì quý vị cũng gì lưu ý chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn. Đồng thời đừng đặt ra quá nhiều cái áp lực cho bản thân. Nếu không ấy, thì quý vị sẽ có cái tâm trạng bất ổn Như vậy là gì? Để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, Thì những người tuổi giáp dần Quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân nhé à, Tiếp theo chúng ta cùng xét những gia chủ tuổi bính dần Sinh năm 1986 Thì năm 2024 ấy, Thì cái vận khí của những người tuổi bính dần Sinh năm 1986 Nó đã đi vào cái quỹ đạo ổn định Năm nay thì bản mệnh có thể tập trung phần lớn Thời gian và công sức cho cái sự nghiệp cá nhân À, tuy nhiên tính chất công việc lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác có thể gây nhàm chán cho các bạn. À, những người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 tuy có hoài bão và cái tham vọng lớn nhưng mà tình hình chung của năm nay cũng không mấy ủng hộ các bạn. Cơ hội thuận lợi cũng không nhiều nên tốt nhất các bạn vẫn nên làm tốt công việc hiện tại thay vì nghĩ tới cái chuyện thay đổi. Cũng đừng nghỉ việc một cách quá vội vàng, càng không nên có ý tưởng là nghỉ việc để khởi nghiệp đây là những cái nước đi hết sức mạo hiểm trong năm nay. À, thì ngoài ra các bạn cũng nên chú ý đến cái sức khỏe, xây dựng cái chế độ ăn uống điều độ, không nên ăn quá nhiều cái đồ dầu mỡ, đồ lạnh. Nếu không ấy sẽ có thể mắc nhiều cái bệnh về đường tiêu hóa đó. À, thưa quý vị và để gia tăng thêm cái may mắn cho những người tuổi bính dần, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ bệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 đó. À, thưa quý vị, nói chung bước sang năm 2024, những người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có nhiều cái điểm sáng về mặt tình duyên, tốt cho những ai đang còn độc thân. À, tuy nhiên, với những người đã có đôi có cặp ấy, thì đào hoa vượng khiến các bạn có khả năng là sẽ vướng phải các mối quan hệ tình cảm dối ghen. Cái điều này cũng khiến cho danh tiếng bị tổn hại, thậm chí có thể bị những người xung quanh rèm pha, điều tiếng, thị phi nghiêm trọng hơn là có thể ảnh hưởng xấu đến công việc, đặc biệt những người làm nghề công chức hay là những nghề nghiệp đặc thù, nếu mà làm những việc sai trái thì sẽ dễ so đạo về mặt đạo đức và gây ra những ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực. Về mặt tài lộc năm nay thì nếu mà các bạn không tiêu quá nhiều so với kế hoạch ấy, thì các bạn cũng có thể là gì? Nói chung ấy, là có được một khoản dư giả đáng kể. Đó. Vì thế để bảo vệ cái thành quả của mình ấy, thì những người tuổi những người tuổi Mậu dần quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, tiếp theo chúng ta cùng xét những bé sinh năm 2010 sâu nhà có tốt không à, thưa quý vị thì nhìn chung ấy, cuộc sống của các bé sinh năm canh dần sinh năm 2010 không có không có quá nhiều cái xáo trộn và cái biến động so với trước đó bản mệnh vẫn có ý thức học hành nghiêm túc Ít khi phải để phụ huynh hay là giáo viên phàn nàn Thì đây là một cái điểm sáng của những người tuổi này trong năm à, Tuy nhiên so với các bạn cùng trang lứa Thì bản mệnh canh dần vẫn có phần trưởng thành hơn Có thể suy nghĩ trước về cái cuộc sống tương lai Và có những kế hoạch định riêng của mình Một số bạn thì có động lực để học tập một cách chăm chỉ hơn Những người khác cùng trang lứa để đạt được kết quả xuất sắc à, Nói chung ý, những người tuổi mậu dần cũng là một tuổi tốt để sông nhà khiến cho phụ huynh cũng cũng như là gì mọi người sẽ gì có được những góc nhìn thuận lợi và vui vẻ hơn à như vậy ấy, thì trong những người tuổi dần trong những người tuổi dần đúng không ạ giáp dần bính dần mậu dần canh dần và nhâm dần thì chúng ta sẽ có 3 tuổi dần tốt có thể tự xuống nhà cho mình 3 tuổi tự xuống nhà ấy. tất nhiên là cả 5 tuổi đều xuống nhà tự xuống nhà được nhưng mà có 3 tuổi tự xuống nhà là tốt nhất đó là thứ nhất là các cháu sinh năm 2010 là tuổi canh dần thứ hai là những bạn 1986 là bính dần và thứ ba là những người tuổi 1998 là tuổi mậu dần đó là ba tuổi dần tự sông nhà tốt nhất đó. tiếp theo con giáp thứ hai mà có thể tự sông nhà cho mình cũng mang lại được cái cát lợi và may mắn thì đó chính là những gia chủ tuổi tỵ ở à, trong năm 2024 những người tuổi tỵ có những cái bước đột phá lớn trong vận trình sự nghiệp và họ cũng là một trong con giáp may mắn có thể tự sông nhà cho mình à, vậy thì để biết được những người tuổi tỵ nào là những con giáp tự xông nhà cho mình may mắn nhất đấy và bao gồm tuổi ất tỵ đinh tỵ kỷ tỵ đúng không ạ và tân tỵ cũng như là quý tỵ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay thì đầu tiên ấy, chúng ta biết về những người tuổi tỵ trong năm 2024 ấy, thì cái phương diện tài lộc của những người tuổi tuổi tỵ được dự đoán là có nhiều cái thăng trầm đấy. vẫn có không ít những cơ hội để bản mệnh làm giàu đút tiền vào túi nhưng cũng vẫn còn tồn tại những cái rủi ro tiềm ẩn khiến cho các bạn phải mất một khoản tiền khá khá nếu như quý vị không chú ý những điều này. À, nói về những cái thuận lợi trước, đó, thì trước hết những người tuổi tỵ có cơ hội đón thêm những cái nguồn thu nhập. Những cái khoản thu nhập này có thể là gì? Từ các khoản đầu tư, tiền lãi, tiền lãi cổ phiếu hoặc là gì? Tiền ký quỹ, vân vân. Các bạn cũng có thể được giúp đỡ hay là được mách nước cho những cái thông tin quý giá. À, tuy nhiên, do cái vận may của các bạn nó cũng chưa thực sự mạnh nên là vẫn cần phải cẩn trọng hơn trong cái việc đầu tư nhất là khi tham gia vào các lĩnh vực hoàn toàn mới lạ vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những gia chủ tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tỵ à, thưa quý vị với những người tuổi tỵ mà làm công ăn lương ấy thì duy trì được chất lượng công việc ổn định sẽ giúp đảm bảo thu nhập đều đặn cho các bạn khi mà làm tốt và thể hiện xuất sắc bản thân thì gia chủ hoàn toàn có thêm cái cơ hội kiếm thêm một khoản từ cái khoản thưởng hoa hồng cũng như là gì từ cái việc phụ cấp vân vân à, tuy nhiên năm nay các bạn cũng được khuyên là cố gắng không đặt mục tiêu quá lớn vào cái việc kinh doanh đó à, hoặc là cái chuyện đầu tư ở tay trái bởi vì ngay cả khi các bạn bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc ở cái giai đoạn đầu ấy, thì các bạn vẫn sẽ gặp một chút khó khăn và khó có thể thu được cái lợi nhuận ngay lập tức như các bạn mong muốn. Thậm chí có người xui xẻo còn mất hết cả tiền gốc thì đây chắc chắn không phải là kết quả mà những người tuổi tỵ muốn trông thấy. Với những người làm ăn kinh doanh thì do ảnh hưởng của sao xấu nó chiếu mệnh vậy nên con đường kiếm tiền của bản mệnh sẽ hơi gập gành trong cái thời gian này. Lợi nhuận có phần là sụt giảm một chút À, nếu không vì đối thủ cạnh tranh quá gay gắt Thì cũng bởi thị trường nó biến động Khó lường khiến cho các bạn không theo kịp Đặc biệt những người tuổi tỵ Thiếu kinh nghiệm quản lý về tài chính Có thể sẽ bị tổn thất nghiêm trọng Do đầu tư không đúng cách Vì vậy trong năm 2024 nó giáp thìn à, Thì các bạn cần phải làm việc chăm chỉ Để kiếm thêm tiền Thay vì là hy vọng làm giàu sau một đêm Hay là mơ ước viển vông xa vời à, Các bạn nên trân trọng cái thành quả lao động của mình Phát triển cái thói quen tiêu dùng tốt giảm thiểu những cái khoản tiền tiêu không cần thiết để có thể là tích lũy được nhiều của cái hơn. thì ngoài ra quý vị cũng đừng mù quáng bước vào những cái mục mới trong thời gian này vì điều này sẽ mang lại nhiều cái rủi ro thậm chí là có thể rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. nếu trong tay có nhiều tiền thì có thể gửi tiết kiệm ngân hàng, Đã. hoặc là gì à, quý vị có thể đầu tư một cái hạng mục nhỏ nhỏ nào đó. À, tuy lãi suất nó không cao nhưng mà nó cũng là cái phương án an toàn nhất. Cái phương pháp này cũng sẽ không gây ra bất kỳ cái tổn thất nào cho các bạn và cũng nhận được một khoản lợi khá khá hàng tháng. À, thưa quý vị, về mặt sự nghiệp của những người tuổi tỵ vào cái năm giáp thìn năm 2024 tuy có phần kém sắc hơn so với năm 2023 trước đó nhưng xét về tổng thể vẫn ổn định, ổn bình ổn và không quá bị đáp. Cái điểm báo tử vi nó dự báo sẽ có một chút sóng gió trong khoảng thời gian ngắn nhưng bản mệnh đừng lo lắng hay là sợ hãi vì sau sóng gió thì chắc chắn sẽ có những cái cơ hội rất lớn để phát triển cái sự nghiệp. Cả thách thức và cơ hội sẽ song hành trong quá trình là phát triển cái sự nghiệp của những người tuổi Tỵ trong năm 2024. Một số người có thể gặp phải những cái nút thắt trong công việc và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể vượt qua. À, tuy nhiên, cái sự giúp đỡ của các sao như là Thiên Hỷ và Thiếu Dương sẽ mang đến cho những người tuổi Tỵ cái cơ hội được quý nhân dìu dắt sớm vượt qua những cái giai đoạn khúc mắc này à, Năm nay thì những người tuổi tỵ có thể sẽ cần tiếp nhận một số cái hạng mục và cái nội dung công việc hoàn toàn mới à, Quý vị phải nghiêm túc học hỏi có thể dành thời gian để gì đọc thêm những kiến thức liên quan Cái điều này sẽ giúp cho các bạn nâng cao cái chuyên môn và mở rộng cái tầm nhìn góp phần phát triển cái sự nghiệp trong tương lai Bên cạnh đó cái sao thiên ấn nó cũng sẽ nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái thái độ chủ động trong công việc khi mà được trao cho cơ hội tham gia vào những cái dự án quan trọng, à, những cái đóng góp một cách chủ động của những người tuổi tỵ có thể được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và sẽ đánh giá cao, từ đó sẽ nhận được nhiều cái sự quan tâm hơn. Một vấn đề không kém phần quan trọng là trong giai đoạn này, những người tuổi tỵ cần phải xử lý các mối quan hệ trong công việc một cách cẩn thận và duy trì cái thái độ ôn hòa để tránh những cái tác nhân cản trở cái sự thăng tiến sự nghiệp của mình. Áp được công việc là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, còn có cạnh tranh về cái chức vụ và cái lợi ích cá nhân trong tập thể. Bản mệnh cũng nên gì có sự đề phòng cần thiết. Hãy chú ý đến các mối quan hệ tại nơi làm việc và cố gắng hòa hợp đồng nghiệp để duy trì bầu không khí bầu không khí làm việc lành mạnh hơn. Đặc biệt với những người tuổi Tỵ sinh năm 1989 kỷ Tỵ và 1977 là Đinh Tỵ là một cái thời kỳ vàng để quý vị có thể phát triển cái sự nghiệp vậy nên quý vị có thể nắm bắt được cái cơ hội và thể hiện bản thân một cách thật tốt thì rất có thể các bạn sẽ có những cái bước tiến lên một cái tầm cao mới à, tuy nhiên dù kết quả đạt được có khả quan nhưng mà các bạn cũng nên là giữ cái thái độ khiêm tốn quá tự mãn và khoe khoang về cái địa vị cao có thể gây ra sự cạnh tranh của tiểu nhân dẫn đến cái việc là ngã từ trên cao xuống không tốt cho cái sự nghiệp sau này vì vậy những người tuổi tỵ phải luôn duy trì cái cách làm việc khiêm tốn, tuân thủ cái nguyên tắc biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. bên cạnh những cái thuận lợi đó thì không thể không nhắc đến những cái tác động từ cái hung tinh thiên không khiến cho cái tâm tính nó thất thường, suy nghĩ thì dễ bị bế tắc, tự mình làm khó mình. Đấy. những cái biến cố nhỏ nhỏ nó sẽ khiến cho vận mệnh của những người tuổi tỵ dễ bị thăng trầm. vì vậy những gia chủ tuổi tỵ vẫn dựa vào nỗ lực của bản thân, chăm chỉ từng bước và chỉ có như vậy thì mới dễ gặt hái được những cái thành công đối với những người làm ăn kinh doanh thì công việc kinh doanh trong năm nay cũng tương đối là ổn định à, tuy nhiên các bạn cũng cần phải chú ý đến các việc hợp tác hợp đồng văn bản để không bị người khác gài bẫy đến tranh chấp về sau để công việc làm ăn được thuận lợi thì quý vị thường ngày các bạn nên tích cực xây dựng cái danh tiếng thật tốt vun vén các mối quan hệ hợp tác và gì chăm sóc lại cái mối quan hệ cũ dù có thách thức hay là sóng gió ập đến chỉ cần những người tuổi tỵ kiềm chế được cái cảm xúc giữ được bình tĩnh trước những cái thử thách trong cuộc sống và nỗ lực tìm kiếm cái cơ hội tốt để phát triển thì vẫn nhìn ra nhiều cái hướng đi mới ở tương lai đó vậy thì trong những người tuổi tỵ thì tuổi nào sẽ là tuổi sông nhà tốt nhất chúng ta cùng xét từng tuổi nhé đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi ất tỵ sinh năm 1965 có ngày là hỏa đúng không ạ thì với những người tuổi ất tỵ sinh năm 1965 ấy thì những người ở độ tuổi này cũng đang bước vào cái giai đoạn hưu trí Và đã trải qua nhiều cái chuyện của cuộc sống Nên là cái kinh nghiệm của cá nhân cũng khá là đa dạng Kinh nghiệm sống thì cũng phong phú Không có gì làm khó được gia chủ tuổi ất tỵ Nếu vẫn còn đang tại chức thì những gia chủ tuổi ất tỵ vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc Để đảm bảo cái thu nhập và cũng là gì? tránh để bản thân bị thụt lùi so với lớp trẻ Còn với những người đã nghỉ hưu ấy, thì bản tính hay làm hay làm của mình khiến cho những người tuổi ất tỵ nói chung ấy không muốn ngồi nhàn rỗi và họ vẫn sẽ tìm cho mình một số công việc phù hợp hoặc là gì học hỏi những số kiến thức kỹ năng hoặc là cũng có thể là tự kinh doanh về mặt tài chính thì những người tuổi ất tỵ cũng đã tích lũy được một khoản lương hưu hoặc là gì tiết kiệm được một khoản tiền hậu hĩnh cho mình à, có thể coi là có đồng ra đồng vào tự lo cho bản thân và có thể hỗ trợ được con cái khi mà cần thiết À, tuy nhiên, các bạn cũng nên học cách tận hưởng cuộc sống và đừng đặt quá nhiều cái áp lực cho bản thân. À, các bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để lo cho công việc gia đình, trò chuyện với gì? Con cháu gặp hoặc là gặp gỡ giao lưu với bạn bè đồng nghiệp, đồng niên để giải tỏa tâm lý. Đừng có suốt ngày chỉ toàn tiền bạc hay là quyền lực nữa. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi ất tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là tỵ dậu sửu để trợ mệnh hộ thân. Vậy nên những người tuổi ất tỵ 1965 ấy, cũng là những con giáp mà năm 2024 nó rất thìn có thể tự sông nhà cho mình cũng mang lại rất nhiều cái may mắn nhé quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi 1977 là tuổi đinh tỵ. Thì những người tuổi đinh tỵ nói chung ấy trong năm 2024 có vận khí khá là lý tưởng. Đó, danh tiếng và cái uy tín của những người tuổi đinh tỵ thì được nâng cao. Đồng thời kinh nghiệm làm việc của các bạn cũng rất là phong phú và hoàn toàn có năng lực để đảm nhận mọi cái nhiệm vụ quan trọng. Dù đôi khi vẫn có những cái thách thức nhưng mà từ ấy năm lăn lộn ngoài xã hội và trang bị cho mình cái bản lĩnh vững vàng thì những người tuổi đinh tỵ có thể vượt qua những khó khăn đó một cách dễ dàng hơn năm nay thì gia chủ cũng nên lưu ý có người hỏi vay mượn tiền thì dù đối phương là bạn bè hay người thân ấy, thì quý vị cũng nhớ phân tích tình huống chi tiết nếu đối phương không đưa ra gì lý do hợp lý cụ thể và thì các bạn cũng có thể là từ chối khéo bằng không ấy, sau khi cho mượn tiền thì đối phương có thể là sẽ cầm tiền bỏ trốn và rất khó để thu hồi được cái công nợ À, trong năm nay thì sức khỏe của những người tuổi đinh tỵ thì nói chung đấy quý vị nên tăng cường rèn luyện cái thể chất vì thể lực của các bạn có dấu hiệu bị sa sút và dễ bị bệnh tật nó tấn công đó rồi ừ, cuối cùng thì sẽ gây ra một số cái biến chứng nguy hiểm vậy nên là quý vị cần phải luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn và nên đi gì khám khi mà cần thiết à, vậy nên trong cái năm 2024 ấy, đấy những người tuổi tuổi tỵ đinh tỵ 197 đúng không ạ cũng là một trong con giáp tuyệt vời khi mà chúng ta chọn là một tuổi trong nhà đó. Tiếp theo, tuần thứ ba chúng ta xét đến những người tuổi kỳ tỵ sinh năm 1989. Thì với những người tuổi kỳ tỵ sinh năm 1989, vận trình tổng thể của năm 2024 khá là lạc quan. Quý vị có thể đạt được cái kết quả tốt như mong muốn về nhiều mặt. À trong công việc thì những người tuổi kỳ tỵ có thể nhận được cái sự nâng đỡ của cấp trên, của đồng nghiệp. Sẽ đảm nhận cái vai trò người phụ trách một số cái dự án quan trọng. Khi mà dự án được thực hiện thành công ấy thì các bạn sẽ chắc chắn nhận được cái khoản hoa hồng hoặc là cái khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Vậy nên quý vị cứ tích cực làm việc chăm chỉ, Đấy, thì cái mục tiêu tăng lương thăng chức của các bạn cũng sớm đạt được. À, trong cuộc sống thì cái mối quan hệ vợ chồng đặc biệt là tốt đẹp. Nói chung ấy trong năm nay có cặp đôi còn đón cái chuyện sinh con nữa thì càng tuyệt vời. À, sau khi mà có thêm thành viên mới thì gia đình mình càng ngập tràn trong tiếng cười và hạnh phúc. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 Quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. Tiếp theo, chúng ta xét đến tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. À, thưa quý vị, nói chung ấy, những người sinh năm 2001 sẽ tràn đầy niềm tin và hy vọng vào tương lai. Nhiệt huyết đang cháy bỏng và có đầy sức sống, nên là tương lai trong năm 2024 cực kỳ là tốt đẹp Bản mệnh sẽ vô cùng sông sáo Có nhiều cái sự chuẩn bị cả về kiến thức và cái kỹ năng cho tương lai à, Cũng có nhiều cái cơ hội thăng tiến Nhân duyên thì tốt cho năm nay à, Cho thấy là gì? Luôn có người tốt xung quanh sẵn sàng nâng niu giúp đỡ con giáp này dù thiếu kinh nghiệm nhưng mà các bạn cũng sẽ được chỉ bảo tận tình và đón một số cái cơ hội tốt, một số cái cơ hội làm ăn lớn trong năm nay À, một số người đang gì là sinh viên năm cuối thì nói chung ấy cũng có thể cảm thấy áp lực nặng nề nhưng mà ấy, chính cái áp lực này cũng sẽ tạo cho các bạn những cái cơ hội để phát triển bản thân trong tương lai nói chung ấy về chuyện tình cảm thì những người độc thân trong thời gian này cũng phải lưu ý nhiều hơn để cái mối quan hệ trong năm một số người thì đang muốn thoát khỏi cái tình trạng độc thân cũng nên cân nhắc kỹ và lựa chọn những cái đối tượng phù hợp kẻo bị lừa gạt cả về tiền lẫn tình và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân đó vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé đó đó là tất cả những người tuổi Tỵ thì ngoài ra còn những người tuổi Quý Tỵ 1953 và những người tuổi tuổi quý tỵ sinh năm 2013 thì cũng có thể là tự chọn cho mình tuổi sông nhà được tự sông nhà cho mình được nhé cũng được tốt lành và may mắn đó đó là con giáp thứ hai là những người tuổi tỵ con giáp thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn là có thể tự sông nhà cho mình cũng mang lại được cái may mắn và hành thông đó chính là những gia chủ tuổi tý à thưa quý vị nói chung ấy năm 2024 những người tuổi tý về cái phương diện tài lộc thì là một cái năm đặc biệt lý tưởng Càng chăm chỉ càng xông sáo Làm ăn ấy, thì lại càng dễ thu về những cái khoản lợi nhuận Được cả hai cái cắt tinh là thiên tài và thực thần đối chiếu mệnh Vậy nên con giáp này có tầm nhìn sáng suốt Quản lý tài chính thì khôn ngoan Biết cách dùng tiền đúng lúc đúng chỗ Nhất là trong dự án phát triển đầy triển vọng Và sẽ thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ Nói chung ấy, năm 2023 là một cái năm mà khá là khó khăn với những người tuổi Tý khá ảm đạm về cái mặt tài lộc công việc thì không được suôn sẻ như mong muốn đúng không? À, thế nhưng khi bước sang cái năm 2024 ấy, thì mọi thứ sẽ diễn ra rất là khác biệt với những người tuổi tý đặc biệt là vào trong cái giai đoạn nửa đầu năm đó. theo đó thì những người tuổi tý sẽ có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền hơn công việc thì thuận lợi nó kéo theo cái thu nhập của những người tuổi tý tăng vọt những người tay trái hoặc tay phải thì đều sẽ kiếm về cho các bạn một khoản tiền khá khá một số người còn nhận được cái sự giúp đỡ của bạn bè của đối tác tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà những người tuổi Tý đã dành công vun vén xây dựng bấy lâu nay. À, do đó quý vị nên tránh để tâm trạng thất thường của mình nó làm xấu đi các mối quan hệ. đừng vì một chút chuyện mà nảy sinh ra nóng nảy, cáu giận. đồng thời quý vị cũng cần phải chú ý đến cái chuyện giao tiếp với mọi người, tránh những cái mâu thuẫn và những xung đột không cần thiết do những cái hiểu lầm do cái thiếu hiểu biết nó gây ra. À, thêm nữa trong năm 2024 ấy, cái tiền bạc kiếm được nhiều. Nhưng mà nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy Thì cũng dễ bị hao hụt một cách nhanh chóng Bản mệnh cần phải duy trì cái thói quen tiết kiệm Và trong năm 2024 Đặc biệt nhấn mạnh với quý vị Về cái tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với những người tuổi tí Ở Trong cuộc sống hàng ngày thì những người tuổi tí cần phải lên kế hoạch một cách cẩn thận Tăng thu, giảm chi Không nên chi tiêu là chi trước, đó trả sau Đồng thời các bạn cũng có thể là chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập khác để tăng thêm cái thu nhập cho bản thân. Đặc biệt trong năm 2024, ấy, quý vị nên tập trung vào làm ăn theo định hướng của bản thân, không nên chạy theo cái xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm, cũng chớ dại nghe theo lời rủ dê hay là đầu tư của những người đứng ra vay mượn, đứng tên thay cho người khác, cẩn thận kéo vướng vào cái vòng lao lý. À, trong các mối quan hệ thì dù có thân thiết đến đâu ấy, thì cũng cần phải có sự đề phòng kéo gì, dính đến chuyện là lừa gạt về tình cảm và tiền bạc. À, vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tý trong năm 2024 ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, thưa quý vị, những người tuổi Tý là một chỗ con pháp may mắn có thể tự xông nhà cho mình được. Đấy, vì họ có cái vận khí rất là tốt. Đó, vận khí rất là tốt lại không bị xung phạm gì. Và trong năm 2024 thì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tý nhận được cái các khí từ tam hợp cục cho thấy những người tuổi Tý sẽ có cái sự nghiệp thay đổi lớn trong năm 2024 và thay đổi theo chiều hướng tích cực. Có nhiều cái cải thiện rõ rệt nhưng bên cạnh đó quý vị vẫn không thể là không chuẩn bị cho những cái thách thức mà chúng ta sẽ sắp phải đối mặt tới đây. À, quý vị đừng quên cơ hội nó luôn dành cho những người chuẩn bị. Khi mà các bạn đã có những cái tính toán và lên kế hoạch để đối phó với những cái thách thức thì cạnh tranh có thể xảy ra à, sẽ thì chẳng có gì làm cho các bạn gặp khó khăn cả nếu như mà trong năm 2023 trước đó bản mệnh đã phải đối mặt với không ít những cái khó khăn những cái sóng gió đó nhưng mà ấy, bước sang năm 2024 là gió thìn thì cái bế tắc đó gần như là không còn nữa bằng cái sự nỗ lực của chính mình thì những người tuổi tý có thể là giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn hơn nữa các mối quan hệ với đồng nghiệp với cấp trên với khách hàng với đối tác thì đều được củng cố và được mở rộng, tăng thêm cái khả năng được trọng dụng và gặp được quý nhân. À, thưa quý vị, à, những người tuổi Tý đang trong giai đoạn tìm việc thì sẽ có thể tìm được cái công việc như ý, hòa nhập nhanh với cái môi trường. ở cái giai đoạn bắt đầu này, thì các bạn sẽ phải gì? Thực tế hơn, tích cực hơn và cho rồi kinh nghiệm nhiều hơn, tạo được cái ấn tượng tốt ngay từ ban đầu thì nói chung ý, những tháng ngày sau này của mình ý, sẽ trở nên dễ dàng hơn. Còn với những người đang đi học thì các bạn cần phải gì tăng cường khả năng và cái năng lực cho chuyện học tập. Áp lực học tập có thể là nhiều lớn đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần các bạn chăm chỉ thì chắc chắn sẽ đạt được những cái điểm cao. Nói chung ấy sẽ gì không phụ lòng mọi người. Nhìn chung năm 2024 này là một cái năm sẽ gì thử thách cái độ kiên cường và cái ý chí chiến đấu khôn ngoan của những người tuổi Tý. Chỉ cần các bạn không ngại khó, không ngại khổ và bền bỉ vượt qua những cái khó khăn trước mắt thì sự nghiệp của các bạn sẽ dần dần được tươi sáng hơn. Các bạn sẽ phát triển rất là tốt trong năm 2024. Nhìn chung ý, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Tý nói chung ấy cũng được xuân sẻ, may mắn. À, mối quan hệ đôi lứa hay là vợ chồng ít có sóng gió, đôi khi có chút cái bình lặng nhưng mà cũng có thể là coi đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Về mặt sức khỏe của những người tuổi Tý trong thời gian này thì nói chung ấy vẫn bị cái cục diện tam tai này ảnh hưởng, lại có một số hung thần nữa nên là quý vị cần phải chú ý hơn nhiều hơn đến cái sức khỏe của mình vậy thì trong những người tuổi Tý thì chúng ta chọn những người tuổi Tý nào làm tuổi trong nhà là tốt nhất đúng không ạ chúng ta có năm tuổi đó canh Tý bính Tý mậu Tý nhâm Tý đó và giáp Tý bây giờ chúng ta sẽ xét từng tuổi một nhé đầu tiên là những người tuổi canh Tý sinh năm 1960 thì với những người tuổi canh Tý sinh năm 1960 là một trong tuổi là gì đã ngoài lục tuần đó ở cái độ tuổi này thì sức khỏe tinh thần nên được chú trọng hàng đầu à, khi mà tinh thần vui vẻ thoải mái thì gia chủ sẽ thấy cuộc sống ít muộn phiền và cũng không phải chỉ lo lắng về bệnh tật. Nếu còn tham vọng theo đuổi công danh hay là tiền bạc thì gia chủ cũng nên chú ý làm việc vừa sức. Tiền bạc nhìn chung ấy, thì có đồng ra đồng vào, cần phải cẩn trọng trong việc đầu tư kinh doanh. Nên là gì? đi một lộ trình chắc chắn và lâu dài sẽ gì sẽ không bị thua lỗ nặng nề. Thì ngoài ra hãy tránh tranh chấp tài chính với những người khác và chú ý đến một số cái chi tiết khi mà ký kết hợp đồng. À, trong năm ấy thì gia đạo của những người tuổi tuổi canh tí sinh năm 1960 cũng khá là yên ấm à, nói chung cái trường bối và hậu bối thì gần gũi nhau bản mệnh nên duy trì cái lối sống và cái tác phong mẫu mực để làm gương cho con cháu sau này về mặt sức khỏe thì quý vị cũng nên chú ý đến những bệnh cao huyết áp đường huyết hoặc là máu mỡ tốt nhất là nên đi đến bệnh viện kiểm tra một cách định kỳ nhé đó. Như vậy là gì? Những người tuổi canh tí cũng là trong một trận tuổi tốt mà có thể là tự sông nhà cho mình được Đó. Do vận khí cũng khá là hanh thông thuận lợi và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì các bác tuổi canh tí hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trợ đời cho những người tuổi canh tí 1960. Tiếp theo tuổi thứ hai chúng ta xét đó là tuổi nhâm tí sinh năm 1972. À, thưa quý vị, những người tuổi nhâm tí sinh năm 1972 gặp được cục diện ngũ hành tương sinh khi bước sang năm 2024, nên hầu hết các phương diện đều tiến triển cách tốt đẹp, công thành danh thoại, tài chính thì đều có thể là thực hiện hóa được tham vọng của mình trong năm nay. Nói chung ý, năm 2024 thì bản mệnh nên tăng cường kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sẽ có lợi cho cái việc nâng cao cái năng lực kinh doanh của các bạn. Đấy, càng dễ làm ăn phát đạt. À, tuy nhiên, một vài thông tin nó cũng có thể cảnh báo các bạn gặp một số cái tranh chấp về tài chính. Các dự án liên quan đến một số tiền lớn thì nên cẩn thận hơn làm gì thì cũng cần phải có hóa đơn chứng từ lưu lại để đối ứng về về sau ấy. quý vị cũng chớ nên làm qua loa hay là mơ hồ kéo không ấy, rất dễ gặp tai họa bên cạnh đó về mặt sức khỏe thì các bạn cũng nên chú ý đến những cái khó chịu về cơ thể do là mệt mỏi đồng thời cũng cần phải chú ý nhiều đến các bệnh vật như là cảm sốt bình thường thì nên vận động nhiều hơn để kích hoạt cơ xương và tăng cường cái khả năng miễn dịch của mình vì thế để gia tăng thêm may mắn thì những người tuổi nhâm tý 1972 quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh của thân. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tuổi giáp tý à, sinh năm 1984. À, quý vị thân mến, những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 thì có tham vọng lớn trong năm 2024 năm giáp thìn. Tình hình này thì rất có lợi cho cái việc phát triển cái sự nghiệp, còn có cơ hội để được quý nhân giúp đỡ nên là tìm cái cơ hội để thể hiện cái ưu điểm của mình. À, tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải chú ý tránh cái tâm lý quá khích hay là chủ quan. Các kế hoạch nếu mà không có tính toán cụ thể mà cứ vội vàng đâm đầu vào ấy, thì bản mệnh có thể là sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng hoặc là gì mọi việc nó sẽ bị dở dang. Mặc dù năm nay thì thu nhập của những người tuổi giáp tý cả chính và phụ đều tốt, nhưng mà các bạn cũng không nên chạy theo cái xu hướng đầu tư một cách mù quáng. Cần lập kế hoạch chi tiêu tài chính rõ ràng và giữ đầu óc thật tỉnh táo thì mới có thể là tìm được những cái dự án kiếm tiền tốt. Về mặt sức khỏe, trong thời gian này các bạn cũng có thể trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng hơn khi mà công việc nó không được vừa ý. Cái điều đó vừa không tốt cho các mối quan hệ, lại vừa gây hại cho cơ thể. Các bạn cần phải học cách bình tĩnh, đi dạo, uống trà, thả lỏng cơ thể và thả lỏng tinh thần. Suy nghĩ một cách tích cực thì để cho cuộc sống nó được thì tốt đẹp hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những gia chủ tuổi giáp tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh bộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là tuổi giáp tý. Tiếp theo chúng ta xét tuổi bính tý sinh năm 1996. À, kính thưa quý vị, những người tuổi bính tý sinh năm 1996 ấy, thì nói chung ấy được dự đoán là sẽ thì có vận trình tương đối là suôn sẻ trong cái năm 2024. Các mối quan hệ thì được đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ. À, trong quá trình nỗ lực theo đuổi cái sự nghiệp, thì những người tuổi bính tý rất dễ bị kiệt sức do làm việc quá sức. Cái điều đó nó làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc. À quý vị hãy nhớ làm mọi việc có chừng mực, tự điều chỉnh bản thân mình nó phù hợp. Bên cạnh đó tài lộc sẽ phát sinh thêm nhiều cái khoản phải chi tiêu. Nếu mà không có kế hoạch quản lý tiền bạc thì quý vị e rằng khó có thể gặp phải một số cái rắc rối về vấn đề tài chính. Vì thế để bảo vệ cái mặt tài chính của mình ấy, được hanh thông thuận lợi. À, thì những người tuổi Bính Tý sinh năm 1996, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là con giáp thứ thứ tư đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xem tuổi Mậu Tý sinh năm 2008 hoặc là 1948. Thì với những gia chủ sinh năm 1948 hoặc là 2008 ấy, thì nói, nói chung ấy, bản mệnh có nhiều cái thách thức trong giai đoạn này với các bác 1948 mậu tí thì đã nghỉ hưu rồi đúng không ạ và nói chung là cũng không lo no lắng nhiều đến công việc nữa ờ, trong thời gian này thì các bác cũng phải chú ý đến cái tâm lý của mình đấy để gì giữ cho bầu không khí gia đình nó được hài hòa và yên ấm và để gia tăng thêm cái may mắn cho các bác tuổi mậu tí thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn để trợ mệnh ngũ thân bên cạnh đó thì các bé tuổi Mậu Tý sinh năm 2008 thì đây cũng là một cái năm mở khá nhiều may mắn để có nhiều cái cơ hội để thể hiện bản thân cũng là nhiều cơ hội để gì giao lưu gặp gỡ và cái chuyện học hành ấy, nó cũng sẽ có nhiều cái bước tiến mới trong thời gian này vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho các bé tuổi mậu tí thì quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn để trợ mệnh của thân à thưa quý vị đó là những người tuổi mậu Tý. thì những người tuổi Tý là một trong con giáp may mắn trong năm được tam hợp với thái tuế Vậy nên đây cũng sẽ là một những con giáp may mắn tự xông nhà. À nếu như mà trong trường hợp quý vị không mượn được những tuổi khác xông nhà ấy, không mời được những người khác trong nhà mình ấy, thì quý vị tự xông nhà được nhá. Nó vẫn mang lại cái may mắn và bình an. Đó, đó là những người tuổi Tý, con giáp thứ ba. Tiếp theo chúng ta xếp những con giáp thứ may mắn thứ tư mà có thể tự xông nhà mình được. Đó là những người tuổi Thân. À thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2024 thì là một năm vận trình tài lộc của những người tuổi Thân khá là sáng nhờ được cục diện tam hợp là thân tí thìn nó chiếu mệnh nhiều cái hạng mục công việc của bản mệnh sẽ đạt được kết quả cao hứa hẹn không chỉ tiền bạc chảy về túi mà còn có cơ hội được cất nhắc thăng chức tăng lương mở rộng cái mối quan hệ làm ăn kinh doanh trong thời gian này với những người làm công ăn lương ấy, các bạn sẽ đưa ra nhiều cái ý kiến đóng góp cho tập thể giúp mọi người tìm ra cái định hướng để tiết kiệm thời gian công sức và tiền bạc thu về cho mình những khoản lời lãi lớn hơn à, chính vì thế mà các bạn sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên và cái sự tôn trọng của đồng nghiệp, à, các khoản hoa hồng thưởng nóng là không thể thiếu. thậm chí một số người còn chạm tay vào cái cơ hội được tăng lương, thăng chức, tăng thưởng trong cái thời gian này. À, thưa quý vị, với những người tuổi thân còn trẻ tuổi ấy mà thi đỗ vào công ty hay là doanh nghiệp mà mình mong muốn thì có thể thỏa thuận mức lương thưởng hợp lý. đấy chính vì vậy mà các bạn sẽ kiếm được một cái nguồn thu nhập để đảm bảo cái cuộc sống, các bạn luôn cảm thấy tràn đầy cái động lực để cố gắng mỗi ngày giúp sự nghiệp của mình phát triển được nhanh hơn. Còn những người làm kinh doanh buôn bán thì sẽ nắm được cái xu thế của thị trường nên dễ đi tắt đón đầu, thu hút được cái ngày càng nhiều những cái khách hàng mới. Dù phải bận rộn, luôn chân luôn tay, nhưng mà các bạn sẽ thu về được khoản lời lãi khả quan, thậm chí là nhiều hơn cả cái dự tính ban đầu. Nếu có dự định đầu tư làm thêm các hạng mục mới hoặc là mở rộng quy mô làm ăn ấy kinh tế ấy, thì các bạn cũng có thể là tiến hành ngay trong năm 2024 cái cắt tinh long chỉ nó cũng sẽ đem tới cho các bạn nhiều đối tác, nhiều bạn hàng đáng tin cậy, cùng với quý nhân sẽ giới thiệu cho các bạn có thêm cơ hội quý giá, nhiều trợ lực lớn lao, khiến cho các bạn làm việc gì cũng được thuận lợi và hanh thông hơn bao giờ hết. À, thêm vào đó lại được cái vận thiên tài nó chiếu mệnh, nó hứa hẹn những cái cơ hội phát triển, phát tài một cách bất ngờ. À, đôi khi ấy, những cái mối đầu tư nằm im trước đó, thì bỗng nhiên trong thời gian này cũng đã phát sinh ra cái lợi nhuận một số người còn dễ dàng trúng thưởng khi mà tham gia những trò bốc thăm may mắn. À, nói chung ấy cầm khoản tiền trong tay thì các bạn nên có trách nhiệm chi tiêu một cách hợp lý và gì để tiếp tục nó sinh lời. còn nếu mà các bạn tiêu xài hoang phí thì có giàu đến mấy các bạn cũng nhanh chóng bị cháy túi. thậm chí có người phải vay mượn những người khác đó. À, trong thời gian này thì những người tuổi thân ấy sẽ gặp được khá nhiều cái may mắn trên phương diện sự nghiệp. đó do có các tinh nó phù trợ. con dân này hãy tin tưởng vào bản thân và làm việc một cách nghiêm túc Đấy. bỏ công bỏ sức thì chắc chắn sẽ có được cái kết quả xứng đáng thêm nữa lại được cục diện tam hợp thân tí thìn nó tương trợ nó giúp đỡ nó cho thấy là cái dấu hiệu năm 2024 ấy, thì gia chủ sẽ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp đi đến đâu cũng sẽ được người khác giúp đỡ thậm chí là các bạn còn được cấp trên hoặc là quý nhân giới thiệu cho những cái cơ hội làm việc quý giá hoặc là cơ hội để học tập bồi dưỡng thêm cái kỹ năng cái kiến thức để áp dụng vào công việc sau này Do đó bản mệnh không nên ngại khó khăn vất vả Nhất là cái thời điểm này nếu như mà phải vừa làm vừa học đấy Chỉ cần các bạn quyết tâm bỏ ra thời gian và công sức Thì các bạn sẽ nhanh chóng hơn người khác Và sớm ngày gặt hái được quả ngọt Thêm nữa lại được cái chính quan nó tương trợ nó trợ vận nó cho thấy là cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi thân sẽ phát triển nhanh chóng trong cái khoảng thời gian này. Vì thế, dù mới chân ướt chân giáo bước vào một cái lĩnh vực nào đó, hoặc là người đã có kinh nghiệm ấy, thì các bạn cũng đừng ngại nêu lên cái ý kiến và cái quan điểm của mình có thể những cái đóng góp của các bạn sẽ giúp tập thể tìm ra cái hướng đi mới đạt được những cái bước phát triển mới à, còn chính bạn cũng khẳng định được cái vị thế của bản thân người làm lãnh đạo sẽ nhận được cái sự sự tin phục của nhiều người đó à, lại thêm cái cắt tinh long chỉ nó cũng sẽ giúp cho con đường học hành con đường sự nghiệp thi cử của những người tuổi thân ấy cũng phát triển thuận lợi hơn À, những người làm ăn chăm chỉ, buôn bán hoặc là học tập chăm chỉ, tự tin vào vốn kiến thức của mình thì có thể phát huy đúng đắn và tìm ra những cái hướng đi mới trong tương lai. À, bên cạnh đó, trong năm 2024 thì tình duyên của những người tự thân cũng được khởi sắc theo chiều hướng tốt đẹp. À, các bạn thì có cách hành xử nói năng phù hợp à, trong những cái tình huống khác nhau nên là dễ được mọi người yêu mến. Gia đạo thì yên ấm. Một số cặp đôi thì có thể là đón tin vui về câu chuyện con cái. À, do có quý nhân tam hợp nó thúc đẩy cái nhân duyên tốt nên cái vận đào hoa nó sẽ vượng. Những người độc thân dễ được bạn bè, được người thân giới thiệu cho những cái đối tượng khá triển vọng. Các bạn cũng dần dần cởi mở hơn trong cái chuyện giao lưu, gặp gỡ với bạn bè nên sẽ tìm kiếm được cơ hội tìm ra được người phù hợp rất là cao. Những người tuổi thân không gặp cái vấn đề nào quá lớn trên cái phương diện sức khỏe trong năm nay. Nhờ duy trì được cái tinh thần lạc quan, tích cực mà sức khỏe, thể chất và tinh thần của các bạn cũng có dấu hiệu được cải thiện nhất định. Từ đó nó sẽ giúp các bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ việc gì cũng sẽ trong tinh thần là phấn khởi đúng không ạ? À, vậy nên là gì? Trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh của thân đó à, kính thưa quý vị vậy thì chúng ta cùng xét trong những người tuổi thân thì tuổi thân nào là tuổi thân xông tự xông nhà cho mình mang lại cái may mắn nhất đó cái vận khí của những người tuổi thân này tốt rồi quý vị có thể tự xông nhà được nhưng mà tuổi nào trong nhà tốt nhất thì quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi bính thân sinh năm 1956 thì có thể thấy rằng năm 2024 năm giáp thìn là một cái năm khá bình yên với những người tuổi bính thân sinh năm 1956. Những người tuổi bính thân nói chung thời điểm này đa số mọi người đã nghỉ ngơi không cần phải quá lo lắng nhiều về cái sự nghiệp, về cái công việc, về cái tài chính. Bên cạnh đó thì tài chính của gia chủ cũng đã vững vàng, con cháu cũng đã khôn lớn. Quý vị hãy luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực, sống vui vẻ, chan hòa với mọi người xung quanh. Bản mệnh sẽ cảm nhận được rất nhiều cái niềm vui. À, dù có mâu thuẫn hay là tranh chấp xảy ra, thì tốt nhất hãy nên dĩ hòa vi quý, chứ đừng chuyện bé xảy ra to khiến cho bản thân trở nên mệt mỏi, tiêu cực. Nếu mà có tiền trong túi thì bản mệnh cũng nên chi tiêu một cách tiết kiệm, không nên cả tin nghe thân lời rủ dê hay là lôi kéo của những đối tượng không quen biết. Nếu quá ngây thơ ấy, thì gia chủ dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu, dễ mất tiền mất bạc như chơi. À, trong thời gian này thì đa số những người tuổi bính thân ấy, thì vẫn giữ được sức khỏe tốt do có nhiều cái thời gian rảnh. Quý vị hãy rèn luyện cho mình một cái lối sống sinh hoạt, ăn uống nghỉ ngơi một cách khoa học, không nên làm việc quá sức hay là suy nghĩ quá tiêu cực đó. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ý, thì những người tuổi bính thân nhé, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh của thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thân. Tiếp theo chúng ta xét về tuổi thứ hai đó là tuổi mậu thân sinh năm 1968. À, quý vị thân mến, những người tuổi mậu thân cũng không gặp phải vấn đề gì lớn lao trong năm 2024 năm giáp thìn. Mọi việc đã đi vào guồng và tiến triển rất đều đặn, giúp bản mệnh tránh được nhiều cái mối lo. Thậm chí là có nhiều thời gian để quan tâm hơn đến sức khỏe và những người mình thân yêu nhất. Trên phương diện sự nghiệp thì nhìn chung là bình ổn. Gia chủ là người có kinh nghiệm phong phú nên có thể đưa ra những cái đóng góp quý giá cho tập thể, hướng dẫn các người trẻ tuổi hơn xung quanh. Ấy. À, năm nay thì bản mệnh cũng sẽ có cơ hội khẳng định được cái vị thế của bản thân và sẽ nhận được cái sự tôn trọng, sự kính nể từ đồng nghiệp, từ bạn bè. Bên cạnh đó, Tình hình tài chính của những người tuổi Mậu Thân năm nay cũng có dấu hiệu gia tăng nhờ những cái, cái khoản thu, đấy, được tăng lương, tăng chức, tăng thưởng hoặc là nhờ những cái quyết sách đúng đắn trong cái việc đầu tư kinh doanh, à, gia chủ cũng không cần phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được tiền về đầy túi. Cái mối quan hệ vợ chồng trong thời gian này thì cũng khá là bình yên khi mà mọi người biết hạ cái tôi của mình xuống và đặt đúng vào cái vị trí của đối phương. À, tuy nhiên hãy cảnh giác trước những cái nguy cơ của kẻ thứ ba xuất hiện bằng giữ khoảng cách phù hợp với những người khác giới đó vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi mậu thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh mậu thân vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mậu thân như vậy tuổi mậu thân cũng là một trong cái tuổi cắt lành cắt lành nhất nhì trong những người tuổi thân khi mà chọn làm tuổi sông nhà tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi canh thân canh thân sinh năm 1980 à, chúng ta biết canh lấy lộc tại thân những người canh thân thì dù có tự sông nhà hay là tự làm ăn thì vẫn cứ phát tài phát lộc đó năm 2024 cũng nhận định với những người tuổi canh thân sinh năm 1980 thì quý vị cần phải giữ cái tinh thần quyết tâm kiên trì đến cùng nếu muốn gặt hái được cái thành công rực rỡ trong cái năm năm nay à, trên thực tế thì năm 2024 cũng có nhiều cơ hội xuất hiện. Các bạn cần phải chuẩn bị trước các yếu tố nhân lực, vật lực cũng như là chuẩn bị tinh thần để nắm bắt. À, những người làm công ăn lương thì dễ được giới thiệu cho các cơ hội học tập, bồi dưỡng chuyên môn trong cái năm này. Quý vị đừng ngại vất vả, đừng ngại gian khổ trong một thời gian, vì công lao của các bạn cũng đều được đền đáp một cách xứng đáng. Khi trở thành người có chuyên môn vững vàng, kỹ năng đầy đủ, thì các bạn làm việc gì cũng thấy dễ dàng hơn. À thậm chí đây là cái điều kiện cần để các bạn muốn có một cái chuyện bứt phá trong sự nghiệp. Những người làm kinh tế sẽ phải khá vất vả nếu muốn kiếm tiền về đề túi. Năm nay thích hợp để tiến hành mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Tất nhiên, quá trình thực hiện nó sẽ khó có thể tránh khỏi những cái sự cạnh tranh từ đối thủ. Xong, nếu mà suy nghĩ theo trường hướng tích cực thì đó là cái động lực để các bạn tiến về phía trước. Bên cạnh đó, trong năm nay thì cái quan hệ vợ chồng của những người tuổi canh thân cũng khá là yên ổn vì hai người biết đặt vị trí của nhau và cân nhắc về cái vấn đề thận trọng hơn à, Các bạn cũng dành thêm nhiều thời gian để chăm sóc gia đình con cái Nên là gì? Gia đình luôn được trong ấm ngoài êm Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình Thì những người tuổi canh thân hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân tí thìn để trợ bệnh của thân Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Đó là con giáp thứ thứ, thứ ba tiếp theo chúng ta cùng xem tuổi thứ tư là tuổi nhâm thân sinh năm 1992 à quý vị thân mến cái năm 2024 nó giáp thìn thì những người tuổi nhâm thân ấy, có thể nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân Khiến cho sự nghiệp nó phát triển mạnh mẽ Dù các bạn làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa Thì các bạn cũng đừng ngại nêu lên cái quan điểm, cái ý kiến của mình Có thể những cái quan điểm của các bạn sẽ được cấp trên ghi nhận Giúp tập thể đạt được những cái bước phát triển lớn hơn Bên cạnh đó, cái chuyện làm ăn kinh doanh có thể tiến triển, tiến hành một cách thuận lợi vào cái thời điểm này Nhưng mà cũng không cần phải quá vội vã Các bạn vẫn cần phải nắm rõ tình hình thực tế cũng như là gì thực lực của bản thân à, trước khi mà muốn tiến hành bất kỳ cái công việc gì như vậy thì mới tránh được những cái đi đường vòng và tổn thất không đáng có à, trên phương diện tình cảm thì những người độc thân có thể được bạn bè người thân giới thiệu cho những cái đối tượng để triển vọng quý vị hãy mở lòng mình ra trò chuyện biết đâu sẽ tìm được cái ý trung nhân của mình còn với các cặp đôi thì nếu tình cảm đã chiến mùi thì hai bạn nên tiến những cái bước xa hơn và để gia tăng thêm may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi nhâm thân sinh năm 1992, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh của thân nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người sinh năm 2004 là tuổi giáp thân. À, thưa quý vị, bước sang năm 2024 thì những người tuổi giáp thân sinh năm 2004 sẽ được tiếp xúc với những cái điều mới mẻ và bổ ích trong cuộc sống. À, các bạn sẽ học hỏi thêm được những cái điều hay lẽ phải làm phong phú thêm cái vốn sống và cái kinh nghiệm. Đó. À, những người tuổi này thì một số người vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì nên gì? Chăm chỉ học tập và tự tin vào vốn kiến thức của mình, đừng có lời biếng hay là ngần ngại mà bỏ qua cái cơ hội học tập tốt. Đó. À, vậy nên là gì? Để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi giáp thân sinh năm 2004 ấy hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mạnh hộ thân. À, bên cạnh đó các bác sinh năm 1944 thì thời điểm này cũng để nói chung là cũng không còn phải lo lắng quá nhiều cuộc sống nữa à, tuy nhiên các bác cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình một cách thật tốt cho năm nay năm nay thì cơ hội nó cũng sẽ đến với các bác cơ hội kiếm tiền và làm giàu cũng sẽ đến và đôi khi ấy, các bác chỉ ngồi không thì được cũng là con cái hoặc là bạn bè đến tặng những món quà có ý nghĩa và giúp cho các bác có được một cái 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 sự tin tưởng hơn vào bản thân nói chung ý, trong thời gian này thì các bác cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn, tích cực luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn và để gì, nói chung là tăng cường cái mối quan hệ giao lưu hợp tác để với mọi người xung quanh, để có người cùng hội cùng thuyền và có những người để mình dốc bầu tâm sự. Đó, đó là những người tuổi giáp thân. Vậy nên là những người tuổi thân ý, thì bất kỳ con giáp nào tuổi thân cũng có thể tự sông nhà cho mình được cắt lành và may mắn. À, thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp có thể tự sông nhà cho mình trong năm 2024 năm giáp thìn đó và chúng ta sẽ có bốn con giáp cực kỳ may mắn khi được chọn làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024 mang lại cái may mắn tài lộc công việc thuận buồm xuôi gió tài lộc thì cứ ùn ùn kéo đến đó là những tuổi sau thứ nhất là tuổi dần thứ hai tuổi tỵ thứ ba là tuổi tý và thứ tư là tuổi thân đây là bốn con giáp cắt lành may mắn khi được chọn làm tuổi sông nhà trong năm 2024 rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn